Bạn đã quay trở lại với xe điện Mạnh Phát. Hôm nay đây, tôi sẽ cầm 6 triệu rưỡi để đi mua xe điện. Chúng ta hãy cùng chờ xem mua xe gì nhé. Các bạn thử nghĩ xem, 6 triệu rưỡi thì chúng ta mua xe gì? Xe cũ hay xe mới? Xe mới thì liệu có xe gì 6 triệu rưỡi? Bảo hành 3 năm, ắc quy bảo hành 1 năm, quãng đường đi được 40-50 km không nhỉ? Mình nghĩ là có đấy. Hãy đến với Mạnh Phát. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn mẫu xe 133M Plus mới nhất của nhà sản xuất Thufast với giá thành chỉ 6 triệu rưỡi nhé. Các bạn nên nhớ nhé, 6 triệu rưỡi một chiếc xe bảo hành 3 năm đấy, phần xịt và kính là 30 km. Chúng ta hãy cùng đi sơ vào chiếc xe này nhé. Vâng, chào các bạn, đây chính là mẫu xe 133M Plus của Thufast với 3 màu trắng, đỏ và đen. Chúng tôi đang phân phối tại cửa hàng xe điện Mạnh Phát, tại hệ thống và showroom của chúng tôi đều có. Chúng ta hãy cùng đi vào. Đầu tiên là bộ tem của chiếc xe đã được thay đổi so với thế hệ trước. Tem với tên tôi gọi là Rider đấy, với những đường nét phối rất là đẹp mắt đấy, đề can rất là đẹp. Tiếp theo về cải tiến của chiếc xe là chiếc đầu xe. Đầu xe đã được thay đổi thành cụm đầu kim cương nhỏ gọn hơn và sang chảnh hơn chiếc đầu xe trước rất là nhiều. Về tiếp theo là cụm tay phanh, chúng ta có thể nhìn thấy ngay cụm tay phanh rất là chắc chắn, dày bản và đẹp mắt hơn thế hệ trước. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào. Đây rồi, giảm sóc của chiếc xe đã thay đổi, nhìn bắt mắt hơn, đẹp hơn và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Giảm sóc trước cũng vậy, giảm sóc trước cũng được thiết kế với đường nét cân gốc hơn, tạo cảm giác thể thao hơn. Xe này thì có thể gọi là đường nét được thiết kế với ngôn ngữ thiết kế là trung tính, không quá nam tính mà cũng không phải là nữ tính. Chính vì vậy cả nam và nữ đều đi được. Chúng ta hãy cùng quan sát kỹ vào chiếc xe, đi một vòng quanh chiếc xe để chúng ta cảm nhận được độ sắc nét của xe. Thì mình đính chính nhá, cái xe này với cửa hàng mình phân phối là 6 triệu rưỡi, nhưng trên thị trường chưa chắc các bạn đã mua được cái xe với giá là 6 triệu rưỡi đâu các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng quan sát. Đây, các bạn nhìn kỹ cái đầu đèn của xe nhé, thiết kế bi cầu cực kỳ đẹp mắt, mang lại ánh sáng sáng hơn và chiếu xa hơn. Các bạn nghĩ sao, 6 triệu rưỡi với một chiếc xe như này có đáng đồng tiền không nhỉ? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, hệ thống xe điện Mạnh Phát trải dài từ Hà Nội về Bắc Ninh, cơ sở 1 tại 57 cửa về 1 Châu Quyền, Gia Lâm, Hà Nội, cơ sở 2 tại cạnh ký túc xá Samsung Bắc Ninh và cơ sở 3 tại 64 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hãy đến với xe điện Mạnh Phát để được trải nghiệm ngay các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.